Hello, xin chào thứ hai đầu tuần đến tất cả chị và thân yêu. Hôm nay thứ hai ngày 16 anh chị ạ. Bây giờ cũng đang là 12 giờ thiếu rồi. Em An vừa chốt một em Honda City Top 2019 cho cô chú ở Đồng Nai đang đi chiếc xịn bắc kia. Một em City Top mới chạy có đúng đồng hồ 5.000 cây số thôi. 5.000 cây số là vừa về là cô chú tới là chốt luôn. Và em An thâu lại chiếc xịn bắc của cô chú. À, và chiếc xịn bắc này là em An để đi luôn nhá. Rất là đẹp. Chiếc xịn bắc đi mới có 3 vạn rồi, chủ xe cực kỳ là kỹ đấy. Bọn em City Top này mới đi có 5.000 cây số, rất là đẹp. Spark 2018 số sản bản đủ. Em này thì hiện tại là em ăn sẽ không bán nha anh chị nhá, em ăn để đi. Tại vì xe đẹp quá anh chị ạ, mới đi có 3 vạn chuẩn, nhìn không thể nào mà chê được, tại vì chủ xe quá kỹ. Một cái chiếc xe mà đi vào trong xe mà không một vết dơ là anh chị ạ. Và đẹp top này thì cũng lại là rất là đẹp. Bởi vì anh chị hiểu rằng mua một chiếc xe đời 19 mà chủ xe mới đi có 5.000 cây số, anh chị nhìn cái ghế này. Đó, nó tuyệt vời làm sao. Đấy là xe vừa về cái là chú ấy nhìn thấy là chú ưng liền. Đó, chấp nhận mua luôn. Đó. Quá mới luôn đúng không ạ? Đây chị thấy không? Cái xe mà khủng khiếp luôn. Đẹp quá. Đó, thơm mùi xe mới. Đó. Ok, đúng 5.000 cây anh chị nhá. Cảm ơn cô chú ở Biên Hòa Đồng Nai đã tới xem và ủng hộ em ăn chiếc City Top này. Và chiếc xịn bắc thì em ăn thâu lại với cái giá mà thú thực với chị gần bằng giá bán ra luôn, gần bằng giá bán ra luôn. Thì em ăn đang kiếm một chiếc xe cho gia đình đi để tập lái. Một chiếc xịn bắc thì cũng lâu lắm rồi không có hàng. Một chiếc xe quá là ưng. Ngày hôm nay thì bên em về cũng rất là nhiều xe chị nhá. Nên là chị nào mình quan tâm về sản phẩm nào của bên em thì hãy luôn luôn theo dõi ở những kênh bán hàng như là YouTube, TikTok, sẽ có những cái sản phẩm chất lượng để phục vụ chị. Đấy, ASEAN 2022 mới cập bến này. Cảm ơn anh chị quý hàng thân yêu đã theo dõi siêu thị ô tô Bình Dương. Xin gửi lời chào và chúc tất cả anh chị quý hàng thân yêu một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều năng lượng, may mắn. Cảm ơn chị.